Chào mừng tất cả các anh chị học viên, các bạn sinh viên đến với môn học luật thi hành án dân sự. Trong tiết học ngày hôm trước, chúng ta đang tìm hiểu bởi cái chương 2, đó là chương chủ thể quan hệ pháp luật về thi hành án dân sự. Trong tiết học đó, chúng ta đã nghiên cứu các vấn đề về khái niệm về cái nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự, cũng như là về cái khái niệm về cái nhiệm vụ quyền hạn của chấp hành viên. Và trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu những cái nội dung còn lại của cái chương 2, đó là chương chủ thể quan hệ pháp luật thi hành án dân sự, bao gồm những vấn đề sau: về thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, về thừa phát lại, về đương sự trong quan hệ pháp luật về thi hành án dân sự. Trước hết, chúng ta sẽ nghiên cứu về thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự. Về thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, chúng ta sẽ nghiên cứu các vấn đề sau. Thứ nhất là về khái niệm thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự. Thứ hai là về cái tiêu chuẩn để bổ nhiệm trở thành thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự. Và thứ ba là nhiệm vụ quyền hạn của thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự. Về phần khái niệm thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự được quy định như sau. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự là người đứng đầu cơ quan thi hành án dân sự, tổ chức và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cái tiêu chuẩn để một người sẽ bổ nhiệm trở thành thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự. Về tiêu chuẩn để bổ nhiệm trở thành thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự được quy định tại cái điều 22 luật thi hành án dân sự và điều 72 nghị định 62 năm 2015. Theo quy định tại điều 22 luật thi hành án dân sự và điều 72 nghị định 62 năm 2015 thì cái tiêu chuẩn để bổ nhiệm trở thành thủ trưởng bao gồm hai nhóm. Thứ nhất là về tiêu chuẩn chung và cái thứ hai là tiêu chuẩn riêng. Về tiêu chuẩn chung thì trước hết người đó phải là chấp hành viên và người đó phải có một cái phẩm chất đạo đức tốt, phải có cái lối sống trong sạch, phải có cái ý thức tổ chức kỷ luật cũng như là có tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, người đó phải có cái kinh nghiệm thực tiễn về thi hành án, có năng lực điều hành, tổ chức đối với lại cái hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự. Bên cạnh đó thì họ sẽ thỏa các tiêu chuẩn riêng cụ thể như sau. Đối với lại cái thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện thì họ phải là chấp hành viên sơ cấp trở lên. Đối với lại thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh thì họ phải là chấp hành viên trung cấp trở lên. Rồi về cái thủ trưởng và phó thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự sẽ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm. Còn đối với lại cái thủ trưởng, phó thủ trưởng, cơ quan thi hành án quân khu thì sẽ do là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nhiệm vụ quyền hạn của thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự. Về cái nhiệm vụ quyền hạn của thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự được quy định tại điều 23 luật thi hành án dân sự. Theo điều 23 luật thi hành án dân sự thì thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự sẽ có những cái nhiệm vụ quyền hạn sau. Thứ nhất là ra cái quyết định về thi hành án, ví dụ quyết định thi hành án, quyết định hoãn thi hành án, quyết định đình chỉ thi hành án, quyết định ủy thác thi hành án chẳng hạn. Bên cạnh đó thì thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự sẽ có cái nhiệm vụ quyền hạn trong cái việc quản lý và chỉ đạo hoạt động thi hành án. Cụ thể, thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự sẽ gửi văn bản để mà yêu cầu các cơ quan, các tổ chức họ đã ban hành ra bản án quyết định phán quyết, giải quyết cụ thể về những cái nội dung chưa rõ trong bản án quyết định phán quyết cần đưa ra thi hành hoặc là những cái nội dung nó không phù hợp với lại cái điều kiện thực tế trong quá trình tổ chức thi hành bản án quyết định. Hoặc là thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thể yêu cầu các cơ quan, các tổ chức họ phối hợp để mà thực hiện tốt về cái việc thi hành bản án quyết định trên thực tế. Ví dụ như là yêu cầu cơ quan tổ chức họ cung cấp thông tin về cái tài khoản của cái người phải thi hành án. Bên cạnh đó, thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cũng có quyền kiến nghị với người có thẩm quyền kháng nghị bản án quyết định theo cái thủ tục giám đốc thẩm, hoặc là họ sẽ có thẩm quyền giải quyết những cái khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi hành án cũng như là các nhiệm vụ quyền hạn khác. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp một cái chủ thể nữa, đó là thừa phát lại. Về thừa phát lại, chúng ta sẽ nghiên cứu các vấn đề sau. Thứ nhất là khái niệm về thừa phát lại. Thứ hai là về tiêu chuẩn để mà bổ nhiệm thừa phát lại. Nội dung thứ ba là những cái công việc thừa phát lại được làm. Nội dung thứ tư là về nhiệm vụ quyền hạn tổ chức thi hành án của thừa phát lại. Và nội dung thứ năm đó là chi phí thực hiện của thừa phát lại. Trước hết, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái khái niệm thừa phát lại. Về khái niệm thừa phát lại này, anh chị sẽ nghiên cứu tại cái khoản 1 điều 2 nghị định số 08 năm 2020. Theo quy định tại cái khoản 1 điều 2 nghị định số 08 năm 2020 thì thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được nhà nước bổ nhiệm để mà thực hiện việc tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.
Như vậy chúng ta thấy rằng nếu mà so sánh với lại cái nhiệm vụ quyền hạn của chấp hành viên thì thừa phát lại họ cũng có cái quyền xác minh điều kiện thi hành án và họ cũng có cái quyền là tổ chức thi hành án dân sự. Tuy nhiên giữa thừa phát lại và chấp hành viên có những cái nét nào khác biệt chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Thứ nhất, thừa phát lại là một cái chức danh bổ trợ tư pháp và thừa phát lại cũng giống như là chấp hành viên sẽ được bổ nhiệm bởi Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tuy nhiên thừa phát lại khác với lại chấp hành viên. Cụ thể, chấp hành viên là cái công chức nhà nước thuộc biên chế, thì thừa phát lại không phải là cán bộ công chức viên chức nhà nước và cũng không thuộc vào biên chế. Nhưng mà trong quá trình thực hiện cái hoạt động của mình thì thừa phát lại sẽ mặc cái trang phục theo mẫu do pháp luật quy định cũng như là đeo thẻ thừa phát lại. Và thừa phát lại sẽ thực hiện một số công việc theo yêu cầu của đương sự, ví dụ như là đương sự yêu cầu thừa phát lại về thực hiện cái việc xác minh điều kiện thi hành án, tài sản thi hành án của người phải thi hành án. Hoặc là yêu cầu thừa phát lại tổ chức về cái việc thực hiện các bản án, các quy định trên thực tế nhằm bảo đảm cái quyền và cái lợi ích hợp pháp của họ. Bên cạnh đó thì thừa phát lại sẽ thực hiện một số công việc theo đề nghị của tòa án, viện kiểm sát hoặc là cơ quan thi hành án dân sự. Ví dụ như là tống đạt các giấy tờ, tài liệu, hồ sơ do tòa án, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án dân sự yêu cầu. Về cái hoạt động của thừa phát lại sẽ là tự chủ về đối với lại vấn đề tài chính, cho nên thừa phát lại không hưởng lương từ ngân sách của nhà nước, mà cái thù lao thừa phát lại có được là do các bên đối tác chi trả. Và thường cái khoản thù lao này sẽ được ghi nhận trong cái hợp đồng dịch vụ mà thừa phát lại đã ký kết đối với lại các bên đối tác. Thừa phát lại là một cái chức danh bổ trợ tư pháp, sẽ thực hiện cái chức năng công quyền nhưng mà không theo chế độ công vụ. Cho nên về cái thời gian và cái địa điểm hành nghề của thừa phát lại thì cũng linh hoạt hơn rất là nhiều so với lại chấp hành viên. Sau đây là cái hình ảnh minh họa về cái trang phục của thừa phát lại khi mà họ hành nghề. Thì chúng ta thấy rằng là khi hành nghề thì họ cũng phải đeo cái thẻ thừa phát lại. Chúng ta sẽ tìm hiểu một số tiêu chuẩn để một người được bổ nhiệm trở thành thừa phát lại. Thì anh chị sẽ nghiên cứu những cái cơ sở pháp lý sau. Điều 6, Điều 7, Điều 10, Điều 11, Điều 13, Điều 14, Nghị định số 08 năm 2020. Cụ thể, một người sẽ thỏa những cái tiêu chuẩn để có thể bổ nhiệm trở thành thừa phát lại bao gồm: thứ nhất, họ phải là công dân Việt Nam và họ phải thường trú tại Việt Nam. Về cái độ tuổi là họ bị giới hạn là không quá 65 tuổi và họ có cái phẩm chất đạo đức là tốt. Tiêu chuẩn thứ hai là họ sẽ có cái bằng tốt nghiệp đại học hoặc là sau đại học chuyên ngành luật. Về cái tiêu chuẩn thứ ba là họ có thời gian công tác pháp luật là 3 năm trở lên sau khi có bằng tốt nghiệp đại học hoặc là sau khi có bằng tốt nghiệp sau đại học chuyên ngành luật. Và họ đã tốt nghiệp về cái khóa đào tạo hoặc là được công nhận tương đương hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề thừa phát lại. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nội dung tiếp theo, đó là những cái công việc mà thừa phát lại được làm. Theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 08 năm 2020 thì thừa phát lại sẽ được phép thực hiện các công việc sau. Thứ nhất là thừa phát lại sẽ thực hiện cái việc tống đạt văn bản. Về cái việc thực hiện tống đạt văn bản của thừa phát lại được quy định từ Điều 32 đến Điều 36 Nghị định số 08 năm 2020, cụ thể như sau. Thừa phát lại sẽ thực hiện việc tống đạt các văn bản, cụ thể là những cái giấy tờ, những cái tài liệu, những cái hồ sơ của tòa án, của viện kiểm sát hoặc là của cơ quan thi hành án khi được các chủ thể này đề nghị. Ví dụ như là đối với lại cái tòa án thì thừa phát lại sẽ tống đạt là giấy báo, giấy triệu tập, thông báo, quyết định đưa vụ án ra xét xử, bản án quyết định của tòa án cũng như là cái quyết định kháng nghị của tòa án. Đối với lại Viện Kiểm sát Nhân dân thì thừa phát lại sẽ tống đạt về cái thông báo cũng như là cái quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân. Đối với cơ quan thi hành án dân sự thì thừa phát lại sẽ tống đạt những cái giấy báo, những cái thông báo, giấy triệu tập cũng như là cái quyết định về thi hành án dân sự. Công việc tiếp theo mà thừa phát lại làm ở đây đó sẽ là lập vi bằng. Cái việc lập vi bằng của thừa phát lại được quy định từ Điều 36 đến Điều 42 của Nghị định số 08 năm 2020. Công việc tiếp theo mà thừa phát lại được làm đó là xác minh điều kiện thi hành án. Về cái việc xác minh điều kiện thi hành án được quy định từ Điều 43 đến Điều 50 Nghị định số 08 năm 2020. Và cái công việc tiếp theo và thừa phát lại được phép thực hiện đó là tổ chức thi hành án theo yêu cầu của đương sự. Về cái việc tổ chức thi hành án theo yêu cầu của đương sự được quy định từ Điều 51 đến Điều 60 của Nghị định số 08 năm 2020. Chúng ta đã được nghiên cứu tại cái điều 3 của Nghị định số 08 năm 2020 về những cái công việc mà thừa phát lại được làm. Trong đó là về cái việc mà tổ chức thi hành án. Sau đây sẽ có một cái bài tập minh họa. Anh chị sẽ nghiên cứu tình huống này và anh chị sẽ nêu về cái quan điểm của mình. Chúng ta có thể tham khảo tại cái khoản 1 điều 53 của cái Nghị định số 08 năm 2020 thì anh chị sẽ có đáp án đối với lại cái tình huống này.
Cụ thể là theo quy định tại các khoản 1 điều 53 của cái nghị định số 08 năm 2020 sẽ có một cái quy định như sau. Đó là cùng một thời điểm và cùng một cái nội dung về yêu cầu thi hành án thì cái người được thi hành án này họ chỉ có thể là yêu cầu một cái cơ quan thi hành án dân sự hoặc là một cái văn phòng thừa phát lại tổ chức thi hành đối với lại những cái nội dung đó. Về cái bài tập thứ hai thì anh chị sẽ nghiên cứu ở cái khoản 2 điều 53 để anh chị có thể ra cái đáp án của mình. Cụ thể là theo cái khoản 2 của cái điều 53 của cái nghị định số 08 năm 2020 có quy định như sau. Nếu trong một cái bản án, trong một cái quyết định mà có nhiều phần cần được thi hành và những phần này là sẽ do các chủ thể khác nhau thực hiện thì lúc bấy giờ người được thi hành án họ có quyền là đồng thời gửi đơn yêu cầu thi hành án đến cơ quan thi hành án hoặc là đến cái văn phòng thừa phát lại để mà tổ chức thi hành những cái phần riêng biệt. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nội dung tiếp theo, đó là cái nhiệm vụ quyền hạn tổ chức thi hành án của thừa phát lại. Về cái nhiệm vụ quyền hạn tổ chức thi hành án của thừa phát lại thì anh chị sẽ xem tại cái điều 52 và cái điều 53 của cái nghị định số 08 năm 2020. Cụ thể là thừa phát lại sẽ có những cái nhiệm vụ quyền hạn khi mà tổ chức thi hành án như sau. Thứ nhất là thực hiện theo đúng cái nội dung cái quyết định thi hành án trừ trường hợp các bên có sự thỏa thuận khác. Thứ hai là mời đương sự người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến giải quyết việc thi hành án. Thứ ba là xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. Và thứ tư là kiến nghị về cái việc sửa đổi bổ sung quyết định thi hành án. Và chúng ta sẽ có một cái số lưu ý khi mà thừa phát lại họ tổ chức thi hành bản án quyết định trên thực tế dựa vào cái yêu cầu của đương sự. Cụ thể là thừa phát lại sẽ không được phép thực hiện những cái việc sau. Thứ nhất là đối với lại những cái phần trong bản án trong quyết định mà nó thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra cái quyết định chủ động thi hành thì những phần đó thừa phát lại sẽ không có quyền tổ chức thi hành. Hoặc là trong quá trình tổ chức thi hành bản án quyết định do cái yêu cầu của đương sự thì thừa phát lại sẽ không được phép thực hiện những việc sau. Thứ nhất là không được sử dụng về cái công cụ hỗ trợ và sẽ không được cái áp dụng những cái biện pháp về thi hành án được quy định tại cái điều 66, điều 71 và điều 72 luật thi hành án dân sự. Cụ thể đó là biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự và biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự. Thừa phát lại cũng không có thẩm quyền xử phạt hành chính và thừa phát lại cũng không có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu. Và thừa phát lại cũng không có quyền yêu cầu tòa án xác minh về cái quyền sở hữu, cái quyền sử dụng đối với lại tài sản tạm giữ hoặc là xác định về cái quyền sở hữu, cái quyền sử dụng đối với tài sản liên quan đến việc thi hành án cũng như là giải quyết tranh chấp, hủy các giấy tờ giao dịch liên quan đối với lại tài sản thi hành án. Và thừa phát lại cũng không có quyền yêu cầu tòa án giải quyết đối với lại các tranh chấp về cái kết quả bán đấu giá. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nội dung tiếp theo, đó là cái chi phí thực hiện của thừa phát lại. Chi phí thực hiện của thừa phát lại bao gồm chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án. Về cái chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án được quy định tại điều 64 nghị định số 08 năm 2020. Chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án là một cái khoản phí được trả dựa vào cái sự thỏa thuận của người yêu cầu và thừa phát lại. Cụ thể là người yêu cầu và thừa phát lại sẽ thỏa thuận với nhau về cái chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án dựa vào cái tính chất của công việc cũng như là cái giờ làm việc. Ngoài ra, người yêu cầu và thừa phát lại vẫn có thể thỏa thuận với nhau về các khoản chi phí thực tế phát sinh. Ví dụ như là chi phí đi lại, chi phí cho những cái dịch vụ cung cấp thông tin hoặc là chi phí bồi dưỡng cho người làm chứng và các khoản chi phí khác nếu có. Loại chi phí thứ hai đó là về cái chi phí tống đạt. Chi phí tống đạt được quy định tại điều 62, điều 63, nghị định 08 năm 2020, cụ thể như sau. Chi phí tống đạt sẽ bao gồm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu chi phí tống đạt này do đương sự họ chịu, thì tòa án và cơ quan thi hành án sẽ thu và sau đó sẽ chuyển cho thừa phát lại. Trường hợp thứ hai, nếu chi phí tống đạt này do ngân sách nhà nước chi trả, thì tòa án và cơ quan thi hành án sẽ chuyển cho thừa phát lại. Về cái khoản chi phí thứ ba, đó là chi phí tổ chức thi hành án. Về chi phí tổ chức thi hành án được quy định tại điều 65, nghị định số 08 năm 2020, cụ thể như sau. Chi phí tổ chức thi hành án sẽ được thu dựa vào cái mức do pháp luật về thi hành án dân sự quy định. Bên cạnh đó, đối với lại những cái vụ việc mà nó có tính chất phức tạp thì người yêu cầu và thừa phát lại vẫn có thể thỏa thuận về cái chi phí thực hiện đối với lại những bản án, những quyết định đó. Chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái phần 5 la mã của chương 2, đó là đương sự người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu như thế nào là đương sự. Đương sự được quy định tại cái khoản 1 điều 3 luật thi hành án bao gồm đương sự trong thi hành án dân sự gồm có người được thi hành án và người phải thi hành án.
Như vậy, người được thi hành án và người phải thi hành án họ là ai, quyền và nghĩa vụ của họ như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Thứ nhất là đối với lại cái người được thi hành án. Theo quy định tại cái khoản 2 điều 3 luật thi hành án dân sự, người được thi hành án là cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng quyền, lợi ích trong bản án quyết định được thi hành. Và chúng ta đã được tìm hiểu về cái khái niệm người được thi hành án. Sau đây sẽ là một cái bài tập minh họa. Anh chị sẽ nghiên cứu tình huống này và anh chị sẽ xác định ai sẽ là người được thi hành án trong tình huống sau. Chúng ta thấy rằng người được thi hành án đó là cái người có quyền, có lợi ích được ghi nhận trong bản án quyết định. Thì anh chị sẽ xem rằng trong bản án dân sự phúc thẩm đây, người nào sẽ có quyền lợi thì người đó sẽ là cái người được thi hành án. Tương tự đối với lại cái bài 2 là anh chị cũng xác định là người được thi hành án. Thì anh chị sẽ dựa vào trong cái bản án sơ thẩm này cụ thể là có những cái đối tượng nào họ được hưởng quyền lợi được ghi nhận trong bản án đó thì họ sẽ được xác định với vai trò là người được thi hành án. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cái quyền, về cái nghĩa vụ của người được thi hành án. Theo quy định tại cái điều 7 của luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án họ sẽ có những quyền sau. Thứ nhất là quyền yêu cầu thi hành án, quyền yêu cầu đình chỉ thi hành án, quyền yêu cầu áp dụng biện pháp thi hành án. Về cái việc yêu cầu áp dụng biện pháp thi hành án ở đây sẽ là có quyền yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án hoặc là có quyền yêu cầu áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự. Và người được thi hành án này sẽ có quyền là được thông báo về việc thi hành án và họ sẽ có quyền thỏa thuận với lại người phải thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Đối với lại cái việc thỏa thuận với người phải thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, anh chị có thể xem thêm tại cái điều 5 của cái nghị định 62 năm 2015 hoặc là cái khoản 3 điều 1 của cái nghị định 33 có hướng dẫn về cái việc thỏa thuận giữa người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Quyền tiếp theo mà người được thi hành án có được đó là quyền yêu cầu tòa án xác định phân chia quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản hoặc là giải thích những điểm chưa rõ đính chính về lỗi chính tả cũng như là cái khởi kiện vụ án dân sự có liên quan đến tài sản thi hành án. Ngoài ra, người được thi hành án còn có quyền tự mình hoặc là ủy thác xác minh, cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án hoặc thực hiện những cái nhiệm vụ quyền hạn của mình. Bên cạnh đó, người được thi hành án sẽ có quyền chuyển giao quyền được thi hành án và cái quyền yêu cầu thay đổi chấp hành viên, quyền khiếu nại tố cáo về thi hành án. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nghĩa vụ của người được thi hành án. Về nghĩa vụ của người được thi hành án được quy định tại cái điều 7 luật thi hành án dân sự. Cụ thể, người được thi hành án họ sẽ có những nghĩa vụ sau. Thứ nhất là chấp hành nghiêm cái nội dung được quy định trong cái bản án quyết định đưa ra thi hành. Thứ hai là họ phải thực hiện theo các quyết định, các yêu cầu của chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành các bản án, các quyết định trên thực tế. Và trong trường hợp mà người được thi hành án này họ có một cái sự thay đổi về địa chỉ và nơi cư trú thì họ cũng phải thông báo cho chấp hành viên biết được. Bên cạnh đó thì người được thi hành án này họ còn phải chịu cái phí và chi phí về thi hành án. Chúng ta đã được nghiên cứu về cái khái niệm cũng như là cái nhiệm vụ quyền hạn của người được thi hành án và sau đây sẽ có một cái bài tập minh họa liên quan đến cái quyền của người được thi hành án. Anh chị sẽ xem tại cái điều 7 những quyền mà người được thi hành án có được và anh chị sẽ nêu cái quan điểm của mình đối với lại tình huống trên. Về cái chủ thể thứ hai trong nhóm đương sự của quan hệ pháp luật về thi hành án chúng ta sẽ nghiên cứu đó là người phải thi hành án. Hiểu như thế nào là người phải thi hành án, anh chị sẽ tham khảo tại cái khoản 3 điều 3 luật thi hành án. Cụ thể như sau, theo quy định tại khoản 3 điều 3 luật thi hành án, người phải thi hành án là cá nhân, cơ quan, tổ chức, họ thực hiện cái nghĩa vụ được ghi nhận trong bản án quyết định được đưa ra thi hành. Và chúng ta đã vừa tìm hiểu về cái khái niệm như thế nào là người phải thi hành án. Sau đây anh chị sẽ xác định về cái người phải thi hành án trong tình huống sau. Chúng ta thấy rằng người phải thi hành án là cái cá nhân, cơ quan, tổ chức họ có cái nghĩa vụ được ghi nhận trong cái bản án quyết định cần được đưa ra thi hành. Cho nên anh chị chỉ cần xác định rằng là theo cái bản án dân sự sơ thẩm của tòa án huyện X thì chủ thể nào có nghĩa vụ thì người đó sẽ là cái người phải thi hành án. Tương tự với lại người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án thì họ cũng được luật thi hành án dân sự quy định cho các quyền, cụ thể là cái quyền của họ được quy định tại điều 7A bao gồm những quyền sau. Thứ nhất là tự nguyện thi hành án, tự nguyện giao tài sản để thi hành án. Quyền thứ hai là quyền được thông báo về thi hành án. Và quyền thứ ba là quyền được thỏa thuận với lại người được thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Quyền thứ tư là quyền yêu cầu tòa án xác định phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản, giải thích những điểm chưa rõ đính chính về lỗi chính tả hoặc là khởi kiện vụ án dân sự có liên quan đến tài sản thi hành án.
Quyền tiếp theo là họ sẽ là tự mình hoặc là ủy quyền yêu cầu thi hành án hoặc thực hiện cái quyền và nghĩa vụ của mình. Quyền chuyển giao nghĩa vụ thi hành án, quyền yêu cầu thay đổi chấp hành viên khiếu nại tố cáo thi hành án. Bên cạnh những cái quyền mà người phải thi hành án có được thì tại điều 7A cũng quy định về các nghĩa vụ của người phải thi hành án như sau. Thứ nhất là thi hành đầy đủ kịp thời bản án quyết định. Thứ hai là kê khai trung thực về cái tài sản và cái điều kiện thi hành án của mình. Và phải thực hiện đầy đủ các quyết định, các yêu cầu của chấp hành viên. Tương tự với lại người được thi hành án, trong trường hợp người phải thi hành án có một cái sự thay đổi về cái địa chỉ nơi cư trú thì cũng phải thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự biết. Và người phải thi hành án họ còn phải chịu cái chi phí về thi hành án. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cái người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong thi hành án dân sự. Ta hiểu như thế nào là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong thi hành án dân sự, anh chị sẽ tham khảo tại cái khoản 4 điều 3 luật thi hành án dân sự. Theo quy định tại cái khoản 4 điều 3 luật thi hành án dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quyền nghĩa vụ thi hành án của đương sự. Như vậy chúng ta thấy rằng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong thi hành án sẽ khác với lại đương sự. Cụ thể, đương sự là người được thi hành án, người phải thi hành án. Họ là những người có quyền lợi, có nghĩa vụ được ghi nhận trực tiếp vào trong bản án quyết định khi mà tòa án tiến hành giải quyết vụ việc dân sự. Còn đối với lại người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong thi hành án thì họ sẽ không liên quan đối với lại cái vụ việc mà tòa án giải quyết, mà họ chỉ liên quan trong quá trình chấp hành viên họ tổ chức thi hành những cái bản án, những cái quyết định trên thực tế và sẽ liên quan đến cái quyền lợi, đến cái nghĩa vụ của họ. Và thông thường là họ sẽ liên quan khi mà chấp hành viên họ áp dụng các biện pháp bảo đảm hoặc là áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cái quyền của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan sẽ có những cái quyền được quy định tại điều 7B luật thi hành án dân sự như sau. Thứ nhất là họ có quyền được thông báo, được tham gia vào việc thực hiện biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự. Họ có quyền yêu cầu tòa án xác định phân chia quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. Họ có quyền yêu cầu tòa án giải thích những điểm chưa rõ, đính chính lỗi chính tả, sai sót về số liệu. Và họ có quyền khởi kiện vụ án khi có tranh chấp tài sản liên quan đến việc thi hành án. Và họ có quyền khiếu nại tố cáo về việc thi hành án. Bên cạnh cái quyền mà người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có được thì tại điều 7B cũng quy định về cái nghĩa vụ của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan như sau. Thứ nhất là họ sẽ thực hiện các quyết định, các yêu cầu của chấp hành viên. Và trong trường hợp mà họ có cái sự thay đổi về địa chỉ, về nơi cư trú thì họ cũng có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thi hành án biết được về cái việc thay đổi địa chỉ nơi cư trú của họ. Chúng ta vừa mới nghiên cứu về cái thành phần đương sự trong cái mối quan hệ pháp luật về thi hành án dân sự, bao gồm người được thi hành án và người phải thi hành án. Và chúng ta cũng đã nghiên cứu về cái người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến cái việc thi hành án này. Sau đây sẽ có một cái bài tập minh họa. Anh chị sẽ nghiên cứu tình huống này và anh chị sẽ xác định rằng người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cụ thể họ là ai. Như vậy, tôi đã giới thiệu cho các anh chị những cái kiến thức cơ bản nhất của cái chương 2, đó là chương chủ thể quan hệ pháp luật về thi hành án dân sự. Sau đây là một số câu hỏi ôn tập về cái chương 2, đó là chương chủ thể quan hệ pháp luật về thi hành án dân sự. Cụ thể, chúng ta sẽ bao gồm có 4 câu. Câu 1 là câu hỏi nhận định. Theo anh chị, chấp hành viên do Bộ trưởng Bộ Tư pháp tuyển chọn thông qua hình thức xét tuyển đúng hay là sai và cơ sở pháp lý. Câu 2 là thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự sẽ không được trực tiếp tổ chức thi hành án dân sự. Và đây là câu nhận định đúng hay là sai và cơ sở pháp lý. Câu 3 là anh chị hãy so sánh giữa chấp hành viên và thừa phát lại, giống và khác nhau ở những điểm nào. Và câu 4 là anh chị phân biệt đương sự trong thi hành án dân sự với lại đương sự trong vụ việc dân sự. Như vậy, tôi đã giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất của chương 2 là chương chủ thể về cái quan hệ pháp luật về thi hành án dân sự. Xin cảm ơn các anh chị lắng nghe và xin hẹn gặp các anh chị vào những tiết học sau. Xin kính chào các anh chị.